Chiều hôm nay em có lên clip nha anh chị, bò vip nha anh chị, chuẩn giống Redman đầu chuội nha anh chị. Đó, mặt đẹp anh chị ơi, đúng yếm lệch phạch. Đó, đầu chuội nha anh chị. Chân cẳng bao bao móng sò anh chị, đẹp bò. Bò năm tầm 17 18 tháng anh chị. Đứng chuẩn mẫu Redman nha anh chị. Đó, thùng dầu yếm lệch phạch luôn anh chị ơi. Đó, móng sò cụm đứng thẳng anh chị ơi. Vui vẻ phết gót luôn, nhạc đẹp khéo bò lắm anh chị ơi. Đó, đầu chuội nha. Đó, tướng hình cao ráo dày đòn, rúng sâu anh chị. Đó, chân cao ráo, bò này bao ăn uống bao tặc lỗi nha anh chị, tơ chưa bẻ rau răng nào nha anh chị. Đó, mặt đẹp bò này và còn tơ rin nha anh chị, chưa bơm tinh anh chị ơi. Đó, chủ nhà muốn để cho lớn hết khung hết tàn rồi mới bơm anh chị ơi. Đó, mặt đẹp khéo bò lắm anh chị ơi. Anh chị nào có muốn đăng bán trâu bò cứ liên hệ số điện thoại em để trong hình, em sẽ trực tiếp đi tới chuồng ghi hình và đăng bán giùm anh chị nha. Có bán thì em cũng mua. Đó, Zalo thì 0919924289. Anh chị nào có ở xa thì kết bạn Zalo.